Xin chào các bạn, chào mừng tới kênh Yoga cùng Amit. Tôi là Amit Namdev. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tập các động tác giúp mở hông. Hãy cùng bắt đầu. If you haven't subscribed yet, then subscribe and click on this bell icon and stay tuned. Ngồi duỗi thẳng chân. Lắc hai chân một chút. Sau đó gập chân phải. Dùng tay giữ phần đùi dưới. Ngồi thẳng lưng, mở ngực. Các bạn duỗi chân ra và gập lại như thế này. Bạn hãy để ý phần cổ chân của tôi khi chân duỗi ra và gập lại. Sau đó quay vòng ở phần đầu gối. Những động tác này giúp làm nóng cơ thể. Đổi chiều. Tiếp tục, bạn gập chân, một tay giữ bàn chân, một tay để ở đầu gối, nâng đầu gối sát vào ngực và đẩy xuống sát sàn. Hãy nhớ là giữ phần lưng của mình thẳng, không bị cù. Làm 5 lần, rồi quay vòng ở phần hông, giúp làm nóng phần hông của mình lên. Đổi chiều. Trở về vị trí và đổi chân. Làm tương tự. Khi làm các động tác này, bạn hãy hít thở bình thường. Quay chân. Đổi chiều. Sau đó gập chân, dùng tay ôm bàn chân và nâng chân lên, hạ xuống. Quay vòng phần hông. Quay ngược lại. Và trở về. Tiếp theo, để hai lòng bàn chân sát vào nhau như thế này. Dùng tay giữ chân, ngồi thẳng lưng, ngực mở và bắt đầu lắc chân. Bạn hãy lắc thật nhẹ nhàng, không nên lắc mạnh, có thể làm đau bạn. Ở yoga, các bạn chỉ tập một cách nhẹ nhàng và từ từ. Bạn hãy dừng lại khi bạn cảm thấy không tốt hoặc cảm thấy bị đau. Sau đó bạn để tay lên đầu gối. Bạn nhớ luôn giữ phần ngực mở và cao, lưng thẳng. Dùng tay từ từ ấn hai đầu gối xuống. Nếu bạn cảm thấy ổn, thì sau đó dùng ngón tay móc lấy ngón chân cái, hít vào, thở ra, hạ người xuống sát sàn. Hít vào, trở về. Sau đó bạn lại duỗi chân ra. Gập chân phải, dùng tay ôm lấy chân như bạn đang ôm em bé. Bạn có thể đưa chân lên cao thì càng tốt. Chân càng nâng lên cao thì bạn càng cảm thấy phần cơ đùi hông được giãn ra. Và lắc nhẹ nhàng. Làm một cách nhẹ nhàng. Hurting.
Sau đó bạn đưa các ngón chân gần vào mặt như bạn muốn hôn đứa bé trên tay vậy. Đổi sang bên chân trái và làm tương tự. Hôn em bé nào. Duỗi chân ra. Tiếp tục, bạn co chân phải. Tay phải cầm ngón chân phải. Tay trái cầm ngón chân cái. Hít vào. Thở ra kéo chân phải lên gần tai. Try bring your toe to the ear. Hạ xuống. Đổi chân. Change the leg. Hít vào. Inhale. Và thở ra nâng chân lên. Trở về, đưa hai lòng bàn chân sát vào nhau. Sau đó, từ từ hạ người nằm xuống. Bạn có thể để hai tay lên phần đùi. Hoặc bạn có thể đưa hai tay qua đầu. Tôi thích để hai tay ở đùi hơn để cảm nhận các phần cơ đùi đã được làm nóng lên và giãn ra. Bạn có thể đưa chân trở về nếu bắt đầu cảm thấy các cơ bị mệt hay bị căng quá. Sau đó lại từ từ mở chân ra. Trở về trung tâm và làm lại lần nữa. Nằm thư giãn. Trở về, duỗi chân ra, gập chân phải và duỗi thẳng lên, dùng tay đỡ sau đùi và kéo chân về phía người. It's not only working for your hips, but it will also work for your hamstrings. Sau đó gập chân, để tay vào bàn chân và kéo về phía ngực, nhưng không phải là tỉ chân vào ngực, mà ở phía bên ngoài ngực. Bạn có thể vòng tay sang bên và đẩy chân ra ngoài, đẩy phần đầu gối xuống sát sàn nhà. Nhớ là chân trái để ở tư thế hoạt động, cằm sát với ngực và lưng thẳng. Bạn sẽ cảm nhận rõ phần cơ đùi sau đang được kéo giãn. Rất tốt. Trở về vị trí. Đổi sang chân trái và làm tương tự. Gập chân, dùng tay đẩy chân xuống, đầu gối sát sàn nhà.
simply press gently so that trying knee touching the ground. Good. Exhale. Rất tốt. Trở về. Stretch legs. Turn to your và từ từ ngồi dậy. And push with your hands. Sit up. Go into a squatting position. Bạn ngồi xổm. Open your legs. Hai chân mở rộng bằng hông. Bring your chắp tay. Palm together. Hai khuỷu tay để vào đùi trong như thế này. Thighs away from each other using your elbows. The more you press, từ từ dùng tay đẩy phần đùi ra như tôi đang làm. Giữ và thở bình thường. Hold. Keep breathing. Thở ra, trở về. Vào tư thế mèo đứng. Sau đó, đưa chân phải lên giữa hai tay. Chân trái để ra sau. Gập chân trái lên. Bạn có thể làm hai cách. Cách một, bạn để chân trái duỗi như thế này. Duỗi hai tay và giữ. Động tác này rất tốt, giúp mở hông. Hoặc bạn cũng có thể ngả người xuống để thư giãn. Nhưng nếu bạn cảm thấy cách này dễ làm đối với bạn thì bạn có thể gập chân và dùng tay giữ chân. Mặt hướng về phía trước, ngực mở. Giữ tư thế này, dùng tay nhẹ nhàng kéo chân vào gần cơ thể. Pigeon pose, we don't need to do full directly. Slowly, slowly you can work and get the pigeon pose to come into full pigeon. Just gently giving nice pressure. Good. Exhale, release. Đổi chân. And change the side. Go back into the cat. Trở về vị trí mèo đứng. Your left leg. Co chân trái lên. Stretching. Duỗi chân phải ra. Right leg. And staying here if this is comfortable. Và giữ ở tư thế này. Nếu được, bạn có thể gập chân phải lên. Dùng tay giữ. Grab with your hands and bringing your chest forward. Trở về. Các bạn về tư thế mèo đứng. Sau đó, nâng một chân lên và quay vòng đầu gối. Đổi chiều. Hạ chân xuống và đổi chân. Và chiều ngược lại. Vào thế trẻ sơ sinh. Và thư giãn. Relax in the child pose all the way.
Đó là các động tác yoga giúp mở hông. Bạn hãy tập thật nhẹ nhàng, nhất là với người mới bắt đầu tập, không nên cố gắng quá, có thể làm đau cơ thể. Bạn có thể tập và dần dần tăng thời gian, giữ động tác lâu hơn. Increase the timing of holding the pose, holding the asana. The longer you do, the better it will be, and the more stretch you will feel. And also, bạn cũng nên tập khi bụng không quá no. These asana with empty stomach morning will be the best to practice. But if you don't have time, you can practice also in the evening. But your stomach should be empty. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào khi tập hay là những câu hỏi gì, bạn có thể comment ở phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.